Chương 123, hoàn hoàn tương khấu tuyệt địa phản kích. Phượng Trường Duyệt ánh mắt đốn, chương 123, hoàn hoàn tương khấu tuyệt địa phản kích. Phượng Trường Duyệt ánh mắt đốn lệ, những người này lại là đã sớm kế hoạch hảo đem nàng mai phục tại này, cùng ra tay, đem nàng đường lui toàn bộ phong kín. Như vậy không e dè ra tay, một phương diện là bởi vì cái này góc vốn là hẻo lánh, một phương diện bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, mạo hiểm tuyệt đối nguy hiểm. Thề sống chết cũng muốn đem nàng chém giết tại đây. Những người này, rõ ràng là sớm kế hoạch rồi sau đó mới lựa chọn động thủ. Phượng Trường Duyệt trong lòng tức giận nghiêm nghị, mặt mày nháy mắt giống như bao phủ băng xương. Những người này, nhất định là từ bức tường các mở ra phía trước cũng đã có ám sát nàng kế hoạch. Lại là vẫn luôn án binh bất động, chờ tới bây giờ tất cả mọi người là kinh hoàng chưa định. Mà bọn họ cũng cố tình ở góc là lúc mới động thủ. Mấy người đồng thời hướng tới Phượng Trường Duyệt mà đi, giây lát đã tới rồi bên người nàng. Phía trước hung hãn linh lực hơi thở ập vào trước mặt, bên trái mang theo màu bạc mặt nạ nữ tử tuy rằng băng bỏ cánh tay, nhưng là động tác tấn mãnh sắc bén, nơi nào là lúc trước bị thương bộ dáng. Phượng Trường Duyệt thậm chí có thể cảm giác được kia phi đao sắp gần sát ra thịt lạnh lẽo cảm giác. Nàng trên người thậm chí một chốc toát ra nổi da gà. Nhưng là nàng đi vô pháp lui về phía sau. Bên phải nam nhân kia đôi tay thành trào. Không biết là cái gì võ kỹ, lại là tái nhợt dị thường, không có một tia huyết sắc thoạt nhìn mang theo âm trầm thê lương cảm giác hướng về phía Phượng Trường Duyệt mảnh khảnh cổ mà đến. Cơ hồ ngay sau đó, kia bén nhọn móng tay, liền sẽ chảo phá nàng trắng nõn tinh tế da thịt. Mà để cho Phượng Trường Duyệt trong lòng phát lạnh là đến từ phía sau uy hiếp. Nam Cung Diệp Bà Câu, đã câu lấy nàng quần áo, nàng thậm chí đã cảm giác được mặt trên phân bố bén nhọn đào câu. Chỉ cần chớp mắt công phu, liền sẽ xuyên thấu nàng sau eo, đem nàng chặn ngang mà chém. Phượng Trường Duyệt bất quá bước ra một bước liền gặp phải như vậy sinh tử chi nguy. Tiến thối không được bước đi duy gian, vô luận nàng làm cái gì, đều không thể tránh cho một hồi ác chiến. Phượng Trường Duyệt cả người cơ bắp nháy mắt căng thẳng, hai mắt sắc bén giống như hàn đao chiếu ra một mảnh lạnh băng màu sắc. Những người này, lại là vừa lên tới liền tất cả đều dùng ra chính mình lớn nhất chiêu số, hiển nhiên là muốn đem nàng lập tức chém giết tại đây. Mau chuẩn tàn nhẫn. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, bọn họ vị trí liền tính là có người nhìn đến, cũng tuyệt đối không kịp cứu nàng. Nàng trước người người kia, lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt bình thường, đặt ở trong đám người tuyệt đối sẽ bị bao phủ, nhưng mà lúc này, hắn trên mặt, cũng lộ ra có chút quỷ dị mà âm trầm tươi cười. Chỉ làm người sau lưng phát lạnh. Cái loại cảm giác này, giống như là bị ác quỷ theo dõi. Bên trái mang theo màu bạc mặt nạ nữ tử, môi đỏ gắt gao nhấp nhưng là sát ý lại từ mặt nạ lúc sau đôi mắt bên trong nghiêng ra tới. Bên phải nam nhân, trên mặt bi ai biểu tình sớm đã đổi làm một mảnh tàn nhẫn. Nàng nhìn không tới sau lưng Nam Cung Diệp lại cũng đoán được lúc này hắn nhất định cũng là sát ý quyết tuyệt. Bọn họ kế hoạch như vậy chu toàn, hành động như thế nhanh chóng. Phượng Trường Duyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi xa Thương Ly nhìn xem một màn này, trái tim cơ hồ đều phải nhảy ra. Thậm chí liền tiếng kêu sợ hãi đều không kịp hô lên thanh. Liền nhìn đến kia vài đạo bóng người đã hoàn toàn đến Phượng Trường Duyệt trước người, đem nàng vây quanh. Phân loạn lóa mắt linh lực quang mang nháy mắt sáng lên. Một màn này rốt cục là hấp dẫn mọi người ánh mắt sôi nổi hướng tới bên này xem ra. Này vừa thấy cụ là thần sắc đột biến, có người ở đánh nhau. Giờ này khắc này, như thế nào còn có người ở đánh? Hơn nữa nhìn dáng vẻ lại là vài vị vây công một cái. Mọi người ở đây suy đoán đến tột cùng là người phương nào ở đánh thời điểm Thương Ly thân ảnh, ngay lập tức biến mất. Cầm lên giận dữ truyền khắp vách núi. Dám thương nàng tìm chết. Này một tiếng hét to giống như sấm sét nổ vang, mọi người nháy mắt dại ra. Này, này bị đánh người là Thương Ly nhận thức. Tất cả mọi người đều không ngốc, có thể nháy mắt làm Thương Ly bạo tẩu, chỉ có bảo bối của hắn đồ đệ Phượng Trường Duyệt. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Thế nhưng có người làm cho Thương Ly mặt đối hắn đồ đệ xuống tay. Hơn nữa xem bộ dáng này, rõ ràng là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Thật là thật lớn mật. Nhưng là Phượng Trường Duyệt hiển nhiên đã lâm vào khốn cục, lúc này Thương Ly đi cứu chỉ sợ là chậm. Mà liền vào giờ phút này, mấy đạo bóng người cũng đột nhiên từ đám người bên trong bạo khởi. Hướng về phía Thương Ly mà đi, thẳng tắp chắn Thương Ly trước người. Thương Ly viện trưởng, lông nghe đại danh, hôm nay các huynh đệ liền tới tỉnh giáo một phen, nói xong, lại là trước một bước ra tay, hướng tới Thương Ly mà đi. Mấy đạo ngưng như thất luyện linh lực, hướng tới Thương Ly trên người tiếp đón mà đi. Này theo sát phát sinh một màn, lại lần nữa làm mọi người khiếp sợ.
này, này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào bỗng nhiên toát ra tới nhiều người như vậy hướng về phía Thương Ly xuống tay? Có người nhìn trước mắt này nhanh chóng phát sinh hết thảy, lập tức hiểu rõ, này rõ ràng là có người muốn Phượng Trường Duyệt mệnh. Tuy rằng không rõ ràng lắm là ai, nhưng là như vậy bút tích. Hiển nhiên là làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, Phượng Trường Duyệt chỉ sợ nguy hiểm a. Có thấp thấp cảm thán thanh truyền đến, mọi người lặng im nhìn, đều là không biết nên như thế nào cho phải. Thương Ly dù cho cảnh giới cao, lúc này đột nhiên gặp phải nhiều như vậy cường giả vây công, trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó có thể chống đỡ, một bước khó đi. Thương Ly lúc này lửa xém lông mày, liền nói chuyện đều lười đến, trực tiếp giang thượng đấu võ. Hắn động tác cực nhanh, bất quá ngay lập tức chi gian, cũng đã đem mấy cái tới gần người toàn bộ đả thương. Nhưng mà hắn lại không có thể hoạt động, bởi vì bên ngoài một vòng người theo sát xiết lại đây. Hơn nữa những người này rõ ràng không phải muốn cùng hắn tử chiến, mỗi một lần thả ra nhất chiêu liền lập tức lui về phía sau, nhưng là chờ đến Thương Ly chuẩn bị đi tới thời điểm. Lại nhanh chóng che ở bốn phía, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian thôi. Thương Ly trong lòng khó thở, Trường Duyệt bên kia gặp vây công, hơn nữa hắn lúc trước rõ ràng cảm giác được nàng tựa hồ bị thương, lúc này đối phó mấy người chỉ sợ là có chút khó khăn. Nếu là hắn chơi trong chốc lát chỉ sợ nàng. Hắn bỗng nhiên đứng yên, thu sở hữu động tác, mở ra hai tay, ánh mắt bên trong, hình như có ánh lửa. Nếu là cho các ngươi làm trò lão phu mặt, giết Trường Duyệt nha đầu. Ta đây cũng không mặt mũi lại ngốc đi xuống. Chung quanh một đám người chờ, nhìn cả người khí thế chợt biến Thương Ly, đều là tân sinh thấp thỏm, kinh nghi bất định nhìn hắn. Xuất hiện đi, băng đồng lam ông, trầm thấp thanh âm, phảng phất tiếng chuông, hung hăng gõ ở mọi người màng tai phía trên. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến, ở Thương Ly trên người, bỗng nhiên bốc cháy lên màu xanh băng ngọn lửa. Chung quanh độ ấm chẳng những không có lên cao, ngược lại mang lên một tia lạnh lẽo. Mọi người mở to hai mắt, chấn động không nói gì nhìn ở Thương Ly trước mặt, bỗng nhiên hiện lên một cái thật lớn màu bạc phiên trận. Quang mang lóng lánh, lại sẽ không đâm bị thương người đôi mắt. Mặt trên có phức tạp hoa văn, để lộ ra một cổ thần thánh hơi thở. Hắn chung quanh những người đó, lúc này rốt cuộc biết Thương Ly đang làm cái gì, sôi nổi lộ ra kinh sợ thần sắc. Thế nhưng ở triệu hoán ma thú, Thương Ly thế nhưng triệu hoán ma thú mà đến, mau, lui về phía sau. Từ khi màu bạc phiên trận thượng truyền đến hơi thở liền biết bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng mà đã chậm, ánh mặt trời bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Bên cạnh kinh ngạc đến ngây người mọi người lúc này mới bỗng nhiên ý thức được không đúng, nhất ngốc ngốc ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thương Ly đỉnh đầu, một con thật lớn màu xanh băng ma thú. Triển khai thật lớn cánh, ngay lập tức che trời. Lại là đưa bọn họ đều bao trùm ở bóng ma dưới, có thể thấy được này ma thú chân thân có bao nhiêu thật lớn. Tại đây người, cơ hồ không có người nghe nói qua Thương Ly là có ma thú, bởi vì hắn thân là bát phẩm luyện dược sư, quang mang đã cũng đủ lóa mắt, thanh danh cũng cực kỳ hiển hách. Bọn họ đều chỉ biết nàng luyện chế đan dược rất lợi hại, nơi nào còn biết hắn thế nhưng có ma thú. Thương Ly mấy năm nay cũng rất ít ở đại lục phía trên hoạt động, hơn nữa hắn vốn dĩ liền cực nhỏ ở trước mặt mọi người triệu hoán ma thú, cho nên nhiều người như vậy. Nhìn thấy hắn thế nhưng còn có chính mình ma thú, đều là lắp bắp kinh hãi. Ma thú tính tình phần lớn tàn nhẫn, thà chết cũng không muốn cùng nhân loại khế ước, bởi vậy có ma thú người rất ít mà có lợi hại ma thú người, còn lại là càng thiếu. Đường kia chỉ màu xanh băng ma thú đột nhiên xuất hiện, tức khắc làm trường hợp nghịch truyền. Thương Ly trên người màu xanh băng ngọn lửa tức khắc hướng tới những người đó thiêu đốt mà đi. Mà không trung phía trên băng đồng lam ông cũng rốt cuộc ăn vào đầu, giống như đế phương dụ tuân. Nó hai cánh hơi hơi rung động một đạo cơn lốc dậu khởi. Trên mặt đất tức khắc xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh. Từ trung gian hướng tới hai bên không ngừng gian nẻ mở ra, lộ ra từng đạo cái khe. Theo kia cơn lốc tới gần, lại là dần dần xuất hiện một ít màu xanh băng viên viên, ở trong gió càng lúc càng lớn, cuối cùng lại là ước chừng có nắm tay lớn nhỏ, rậm rạp. Hướng tới những người đó đánh bất ngờ mà đi, phốc, huyết nhục bị đục lỗ thanh âm, có chút độn độn, lại làm người không tự giác hàm răng lên men, trong lòng phát lạnh. Một bóng người, bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Vừa mới rơi xuống đến trên mặt đất, liền quang ngã nứt thành một bãi bùn lầy. Có người A kêu sợ hãi một tiếng, sau này lui lại mấy bước. Còn có nhát gan thiếu nữ, đã bưng kín đôi mắt cánh môi run rẩy, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Người kia đã chết. Nhưng là ở hắn trên người, lại có vô số lớn lớn bé bé huyết động, toàn bộ đều là bị đông lại hình cầu cấp xuyên thủng. Bởi vì số lượng quá nhiều, thân thể đã vô pháp hoàn chỉnh khâu ở bên nhau. Một rơi xuống, liền nháy mắt thành thê thảm bộ dáng.
một màn này, ở rất nhiều người xem ra, đều là huyết tinh vô cùng. Nhưng là này bất quá là băng đồng lam ông nho nhỏ thủ đoạn thôi. Thân là sắp đột phá cửu cấp ma thú, băng đồng lam ông tùy ý nhất chiêu, liền có thể nháy mắt hạ gục những người này. Như là mở ra cái gì chốt mở giống nhau, giữa không trung, màu xanh băng cơn lốc giữa, không ngừng có người thi thể rơi xuống. Trường hợp yên tĩnh không tiếng động, chỉ có huyết nhục hung hăng rơi xuống thanh âm, cơ hồ làm người lông tơ dựng ngược. Khanh! Một tiếng binh khí thương tiếc thanh thúy thanh âm, bỗng nhiên đánh vỡ mọi người tĩnh mịch. Mọi người lúc này mới nhớ tới, bên kia còn có một hồi ác chiến. Phượng Trường Duyệt còn ở bị vây công. Thương Ly đôi mắt cũng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm bên kia, lúc này trước người chướng ngại cơ hồ toàn bộ thanh trừ, hắn lập tức lắc mình, liền phải chạy về phía Phượng Trường Duyệt. Nhưng mà kia một tiếng, lại cũng làm hắn kinh sợ. Ở mọi người phức tạp không rõ trong ánh mắt một bóng người, bỗng nhiên tự lóa mắt bạch quang bên trong phi thân mà ra. Có người ra tới, là Phượng Trường Duyệt, là nàng, ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên. Nhưng mà này hết thảy đều không thể làm mọi người lực chú ý rời đi. Bọn họ mở to hai mắt nhìn trước mắt kia chấn động nhân tâm một màn. Chỉ thấy một đạo gầy ốm mà mạnh mẽ thân ảnh bỗng nhiên bay lên. Tóc đen tung bay, như là bay phất phới cờ xí, tràn ngập làm người thần phục khí thế. Dù cho thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là quanh thân lạnh lẽo hơi thở cơ hồ đem người linh hồn đóng băng. Đúng là Phượng Trường Duyệt. Nàng bay lên một cái thân vị trước mặt người tựa hồ có chút giật mình, nàng thừa dịp cơ hội, thân thể sườn toàn, một chân hung hăng đá ra. Này một chân thực sự mang lên nàng sở hữu lực lượng. Như là sắt thép giống nhau hung hăng đá ra, răng rác, xương cốt vỡ vụn thanh âm lập tức vang lên. Nàng trước người người kia cảm giác được chính mình lập tức phải nhờ vào gần Phượng Trường Duyệt hơn nữa linh lực cũng đã mã sơn muốn thẳng tắp lạc hướng trên người nàng. Trong lòng không khỏi vui vẻ, lần này thế tất đắc thủ. Nhưng mà trên mặt hắn tươi cười vừa mới hiện lên, liền cảm giác thấy hoa mắt, lực lượng bỗng nhiên liền mất chính xác mà hắn không kịp khiếp sợ Phượng Trường Duyệt vì sao năng động. Thậm chí bay ra đi, liền cảm giác được một cổ cường đại vô cùng lực lượng, hung hăng hướng tới hắn mà đến. Lại là Phượng Trường Duyệt hoành đá một chân, hung hăng đá vào hắn trước ngực. Dù cho là triệu hồi ra linh lực áo giáp, cũng tựa hồ không dùng được. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một khối thép ván sắt hung hăng tập trung, ngực cơ hồ đều lập tức hãm đi xuống, xương cốt vỡ vụn thanh âm, ở hắn nghe tới, giống như tử vong bước chân. Hắn cũng không biết thế nhưng sẽ có linh vương thân thể cường hãn thành như vậy trình độ. Không kịp phản ứng, ngay sau đó một chân liền lại lần nữa dừng ở hắn trên mặt. Trong nháy mắt đầu bên trong, trống rỗng. Phượng Trường Duyệt thân thể nửa huyền, thân thể lượn vòng, đá ra một chân cho hắn hung hăng một kích lúc sau. Một khác chỉ chân cũng lập tức dừng ở hắn trên đầu, mượn dùng phản tác dụng lực, hai chân hơi khúc rồi sau đó lại lần nữa đá ra. Thân thể từ nghiêng góc độ biến ảo trở thành trình độ. Đồng thời thân thể lật nghiêng 180 độ trực diện đón mặt khác ba người. Lúc này nàng đưa lưng về phía mọi người, hai mắt sắc nhọn như đao. Giống như lạnh thấu xương hàn băng, lóng lánh lạnh băng sát ý. Mặt khác ba người đều là lắp bắp kinh hãi. Nhưng là Phượng Trường Duyệt đá ra một chân thời gian, ba người chiêu số cũng đồng thời đến. Phượng Trường Duyệt cả người hơi thở bạo trướng, tay trái bỗng nhiên hiện lên một tia kim sắc quang mang. Một chương đẩy ra, hung hăng chụp ở nam nhân kia trên người, đem hắn đẩy lui, đồng thời thân thể bỗng nhiên một cung, rồi sau đó giống như liệp báo giống nhau bỗng nhiên vụt ra. Hướng tới Nam Cung Diệp trong lòng ngực đánh tới. Bên phải bốn con phi đao, nàng hai chân đá ra hai quả tay phải mạnh mẽ bắt lấy một quả, rồi sau đó lại là không màng đã để ở bụng nhỏ bà câu, lại lần nữa đột tiến. Một loạt động tác nhanh chóng vô cùng, ngay cả Nam Cung Diệp đều không có tới kịp phản ứng, cũng đã nhìn đến nàng gần ngay trước mắt. Chạm hắc con ngươi phẳng phất hồ sâu, cơ hồ đem người hít vào đi. Còn có một quả phi đao xông thẳng nàng mà đến. Mọi người nín thở lấy đãi, khẩn trương không thôi nhìn. Nàng đã không có đường ra. Nhưng mà Phượng Trường Duyệt lại hoàn toàn không màng kia bạc câu, nháy mắt liền hung hăng đánh vào hắn trước người, rồi sau đó tay trái bỗng nhiên kéo lại Nam Cung Diệp, mạnh mẽ vừa chuyển. Chắn chính mình trước người, U Lam Sáp Phi đao lập tức đến Nam Cung Diệp cái ót. Nàng như thế nào có thể? Hắn bạc câu chính là sẽ đem trên người nàng ra thịt toàn bộ xé xuống tới. Phượng Trường Duyệt khóe môi hơi hơi giơ lên một mặt cười lạnh. Bỗng nhiên có một con lông xù xù vật nhỏ, từ nàng bụng nhỏ vị trí chạy ra. Nam Cung Diệp ngay sau đó khiếp sợ nhìn đến chính mình chân quý địa giai linh bảo thế nhưng bị một con nho nhỏ ma thú cầm trong tay, rồi sau đó ghét bỏ không thôi nhìn, đặt ở bên miệng gặm lên. Tất cả mọi người trong gió hỗn độn, một đạo thẳng thắn bóng dáng, bỗng nhiên hiện lên.
thấy như vậy một màn, hắn đạm mạc ánh mắt khẽ biến, ngay sau đó liền phải tiến lên. Một đạo ám ảnh bỗng nhiên ngăn ở hắn trước người, điện hạ, thỉnh ngài dừng bước. Chương 124, chân chính Phượng Trường Duyệt. Vũ Thiền Yến rũ mắt, đạm mạc ánh mắt bên trong hình như có lãnh mang hiện lên. Nhưng mà lúc này Phượng Trường Duyệt tình trạng cực kỳ nguy hiểm, hắn căn bản lười đến vô nghĩa. Trực tiếp bỏ qua rớt phía sau ám ảnh, hướng tới Phượng Trường Duyệt phương hướng mà đi. Nhưng mà ngay sau đó, phía sau truyền đến một trận gió lạnh, hắn mày nhíu lại, bỗng nhiên xoay người một trường bổ ra. Một đạo cường đại linh lực bay tứ tung mà ra, thậm chí bởi vì cực độ tốc độ, mà ở giữa không trung cắt mở màu đen không gian cái khe. Như vậy thế không, làm kia nói ám ảnh cả kinh. Điện hạ cảnh giới, cương nhiên đã ngay sau đó hắn liền ý thức được Vũ Thiên Yến nhất định được đến truyền thừa. Hắn hiểm hiểm né qua kia một kích nhưng là thân ảnh phiêu phiêu đãng đãng. Thế nhưng lại lần nữa giống như u hồn giống nhau sâu kín chắn hắn trước người. Điện hạ dừng bước, Vũ Thiên Yến sắc mặt hơi hơi lạnh xuống dưới, đạm mạc ánh mắt rốt cuộc dừng ở hắn trên người. Trước mặt chỉ có thể nhìn đến nhàn nhạt bóng dáng, hiển nhiên tinh với dấu kín. Mà bọn họ cái này địa phương, càng là khoảng cách mọi người rất xa, hơn nữa lúc này mọi người ánh mắt đều ở Phượng Trường Duyệt trên người. Cũng liền không có người phát hiện cái này địa phương phát sinh sự tình. Vũ Thiền Yến dù cho trong lòng lo lắng, Thứ Thủy cũng minh bạch tuyệt đối không có khả năng kịp thời tiến đến. Người này thân pháp cực hảo, thực lực cũng sâu không lường được. Hiển nhiên là vương thất nhất thần bí ám vệ. Dù cho lúc này hắn đã được đến truyền thừa cảnh giới đột nhiên tăng lên, đối mặt người này thời điểm cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Lúc này hắn nếu là không thể đem hắn giải quyết, liền tuyệt đối không thể giúp được Phượng Trường Duyệt. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Tránh ra, hắn thanh âm thanh đạm, lại mang theo làm nhân tâm sinh kính sợ tôn quý. Kia hắc ảnh quỳ xuống, cơ hồ nhìn không thấy. Điện hạ, phía trước nguy hiểm, ngài chớ có lấy thân phạm hiểm. Vũ Thiền Yến không nói gì, ánh mắt nặng nề nhìn hắn. Ai phái ngươi tới? Người nọ đầu rũ càng thấp. Điện hạ, ngài không cần biết cái này đáp án. Tóm lại, vũ sát tồn tại ý nghĩa, chính là bảo hộ ngài an toàn. Vũ Thiền Yến ngước mắt nhìn về phía nơi xa Phượng Trường Duyệt, kỳ thật hắn biết xa như vậy khoảng cách hắn ra tay cứu nàng đã là không quá khả năng. Nhưng là kia giống như đã trở thành một loại bản năng, nhìn đến nàng người đang ở hiểm cảnh, liền vô pháp khống chế chính mình. Hắn giống như tranh thủy mặc giống nhau đạm mạc dung nhan tượng, chỉ có một đôi màu hổ phách con ngươi, xẹt qua ám trầm quang. Tuy rằng lúc trước ta chưa bao giờ gặp qua vũ sát bên trong bất luận cái gì một người, nhưng là cũng biết vũ sát chính là vương thất tử sĩ. Phi tuyệt đối thượng vị giả không thể chỉ huy nói cách khác toàn bộ vương thất bên trong, có thể sai sử của các ngươi, chỉ có hai người. Hắn giữa mày hình như có phong kết sắp đánh úp lại. Là mẫu hậu sao, Phượng Trường Duyệt này liên tiếp động tác thực sự ra ngoài mọi người đoán trước cũng làm mọi người khiếp sợ không thôi. Như vậy nhanh nhẹn thân thủ. Nhạy bén phản ứng lực thực sự sợ ngây người liên can người chờ cơ hồ xem hoa mắt. Cho dù là cách xa như vậy khoảng cách, cũng tựa hồ có thể cảm giác được Phượng Trường Duyệt kia hung hăng đá ra khi mang theo kình phong. Kia chờ lực đạo, không biết đến có bao nhiêu cường hãn. Kia rõ ràng xương cốt vỡ vụn thanh âm cơ hồ làm người ê răng. Nhìn đến người nọ ngay sau đó bị Phượng Trường Duyệt hung hăng đá ra, bay ngược ngã trên mặt đất. Thật mạnh trên mặt đất cọ sát ra một đạo vết máu khi trong lòng đều là run lên. Ngay sau đó, người nọ có chút ao hãm ngực triển lộ ở mọi người trước mắt. Tê không ít người hít hà một hơi, đi theo thân thể cũng run lên. Tựa hồ cũng có thể cảm nhận được kia cổ kịch liệt đau đớn. Nhìn thật sự đau quá a. Có người kính sợ nhìn về phía Phượng Trường Duyệt. Như vậy nho nhỏ thân thể thậm chí nhìn còn mang theo vài phần thiếu nữ nhu nhược ai ngờ lại là như vậy cường hãn. Kia một đôi mảnh khảnh chân, chẳng lẽ là thiết chân sao? Nhưng là hiển nhiên này chỉ là vừa mới bắt đầu. Mọi người còn đắm chìm ở thượng một giây khiếp sợ bên trong, giây tiếp theo, liền tiếp tục bị Phượng Trường Duyệt động tác ấp kinh sợ. Chỉ thấy nàng khom người bỗng nhiên bay ra quay cuồng thân thể đã bay hai quả phi đao, rồi sau đó hung hăng đâm tiến Nam Cung Diệp trong lòng ngực càng là dũng mãnh vô cùng. Đem chính mình cùng địch nhân đồng thời đặt tuyệt cảnh. Rồi sau đó thân thể vừa chuyển, lại là dùng Nam Cung Diệp thân thể chắn trước người, che đậy kia cuối cùng một mảnh phi đao. Có người trong ánh mắt nhịn không được toát ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Không thể tưởng được cái này Phượng Trường Duyệt thế nhưng thật sự lợi hại như vậy. Kia sắc bén sát ý cơ hồ đem người đông cứng. Người chung quanh xa xa nhìn, đều là như vậy mạo hiểm, huống chi kia mấy cái ở Phượng Trường Duyệt bên người người.
trực diện ứng đối Phượng Trường Duyệt công kích bất quá một lát công phu, khiến cho bọn họ trong lòng phát khổ. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới, Phượng Trường Duyệt thế nhưng như vậy khó có thể đối phó. Người đầu tiên mới vừa bị Phượng Trường Duyệt đá ra lúc sau, nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Bọn họ mấy cái cũng không có hào tới đó. Nam Cung Diệp bị Phượng Trường Duyệt kiềm chế. Đưa lưng về phía kia bay tới phi đao, cái ót gió lạnh cơ hồ ngay lập tức tới, chuôi này phi đao cơ hồ tức khắc liền phải đục lỗ hắn đầu. Như vậy sinh từ thời khác, hắn luôn luôn mang theo ấm áp tươi cười trên mặt thế nhưng cũng như cũ không có gì biến hóa. Hắn tùy ý Phượng Trường Duyệt cắt cao kiềm chế trụ thân thể của mình, trên người quần áo cũng bởi vì ngắn ngủi giao thủ có chút hỗn độn, nhưng là trên mặt hắn biểu tình lại như cũ như vậy bình tĩnh. Tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình gặp phải như thế nào nguy hiểm. Lúc trước nhìn đến chính mình linh bảo bị nuốt ăn thời điểm, trên mặt hắn đã từng có trong nháy mắt kinh dị, nhưng là thực mau, liền khôi phục như thường. Bá, phi đao đột đến, mọi người nín thở, khẩn trương nhìn. Lại thấy kia phi đao ở ly Nam Cung Diệp đầu trước mặt một lóng tay khoan địa phương, đột nhiên dừng lại. Kia phi đao như là lâm vào một mảnh đầm lầy giống nhau, bỗng nhiên dừng lại. Rồi sau đó, kia phi đao lại là bỗng nhiên tao ngộ cái gì công kích giống nhau, đột nhiên bay ngược mà ra. Khanh! Kia phi đao lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ hướng tới trái ngược hướng bay ra, hung hăng đinh ở một khối nhô lên trên tảng đá. Rồi sau đó, kia phi đao lại là hoàn toàn đi vào vách đá. Liền đuôi đoan đều không thấy bóng dáng. Như vậy lực đạo, có thể thấy được Nam Cung Diệp thế lực cỡ nào cường đại. Nam Cung Diệp trên mặt ngậm nhàn nhạt tươi cười, như cũ giống như xuân phong ôn hòa. Nhưng là lúc này ở Phượng Trường Duyệt trong mắt lại là vô cùng xấu xí. Nam Cung Diệp đưa lưng về phía mang theo màu bạc mặt nạ nữ tử hiển nhiên cũng là lắp bắp kinh hãi, nhìn thấy Nam Cung Diệp lộ ra chiêu thức ấy, cũng là có chút kinh. Nàng tuy rằng biết người nam nhân này lợi hại, nhưng là lại không có gì giao lưu, bất quá là hợp tác hoàn thành nhiệm vụ này thôi. Ai ngờ hắn lại là như vậy lợi hại. Ngay sau đó nàng nhanh chóng phản ứng lại đây, thân thể đột nhiên nhảy, liền phải vòng đến Phượng Trường Duyệt phía sau. Phượng Trường Duyệt khóe mắt nhìn đến một bóng người hướng nàng đánh tới, thần sắc càng thêm đông lạnh, trong mắt lại không có kinh hoàng chi sắc. Kia mang theo mặt nạ nữ tử, khuôn mặt bị che giấu. Nhưng là Phượng Trường Duyệt lại như cũ có thể nhìn đến nàng trong mắt tàn nhẫn. Nàng kia thân thể bỗng nhiên bay lên không? Như là triển khai cánh giống nhau, đột nhiên từ nàng hai tay áo bên trong bay ra lưỡng đạo màu bạc xiềng xích. Kia xiềng xích mặt trên, lại là bao trùm hơi mỏng lớp băng. Cho dù còn không có đụng tới, lại cũng có thể cảm nhận được kia cổ băng hàn thấu xương hơi thở. Ngay sau đó nàng hai tay vung, lưỡng đạo màu bạc xiềng xích liền mang theo thật lớn lực lượng đột đến. Kia mặt trên bởi vì quán trú dư thừa linh lực mà thành thẳng tắp hình dạng. Hướng về phía Phượng Trường Duyệt đầu lâu mà đến. Như vậy tư thế, nếu là bị đánh trúng, Phượng Trường Duyệt nhất định huyết bắn đương trường. Phượng Trường Duyệt lúc này đang cùng Nam Cung Diệp lẫn nhau kiềm chế. Tuy rằng tránh cho Nam Cung Diệp công kích nhưng là cũng vô pháp đằng ra tay tới đối phó kia đồ vật. Mà cùng lúc đó, nàng bên phải nam nhân kia lại là còn chưa chết màu đỏ tươi hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm nàng yết hầu bỗng nhiên một trận kích động. Phượng Trường Duyệt hình như có sở giác, bỗng nhiên quay đầu đi. Chỉ thấy kia nam nhân yết hầu càng thêm nhanh chóng kích động. Lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng tựa hồ ở ấp ủ cái gì. Rồi sau đó, liền nhìn đến hắn bỗng nhiên mở ra miệng tựa hồ ở kêu to, nhưng là không có bất luận cái gì thanh âm phát ra. Phượng Trường Duyệt trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảnh giới. Ngay sau đó, một cổ cường đại sóng âm ngay sau đó đánh sâu vào mà đến. Mà Nguyên Bảo Đâu khẩn trương nhìn chăm chú vào giữa sân tình hình chiến đấu mọi người, tuy rằng không nghe được bất luận cái gì thanh âm. Lại đều nháy mắt cảm giác được một cổ khó chịu cực kỳ cảm giác từ trong lòng trào ra. Thậm chí liền thần thức cũng mơ hồ bị chấn động. Có người thống khổ che lại đầu, còn có ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, nghe được nơi xa mọi người thê thảm khóc tiếng la kia nam nhân màu đỏ tươi trong con ngươi. Tựa hồ hiện lên một tia thị huyết hưng phấn, này sóng âm công kích đúng là hắn đòn sát thủ. Nguyên bản cho rằng, cái này Phượng Trường Duyệt bất quá là cái mềm quả hồng, nhất định có thể nhẹ nhàng giải quyết, bởi vậy lúc trước có chút đại ý, ai ngờ một không cẩn thận đã bị nàng đánh trúng. Thật sự là sỉ nhục. Ngay sau đó hắn không chút do dự, dùng ra chính mình lợi hại nhất chiêu số. Hắn nhất định phải làm nàng biết cái gì là thống khổ. Này sóng âm công kích phạm vi rất lớn, nhưng là thân ở chính phía trước Phượng Trường Duyệt vừa lúc ở nhất nguy hiểm địa phương, thừa nhận uy lực tự nhiên cũng là lớn nhất. Hắn cũng không tin, nàng còn có thể chạy đi, mà đồng thời kia màu bạc xiềng xích cũng đã tới rồi. Cương Ly nhìn một màn này, lập tức quay đầu lại, Lam ông, mau.
mau một bước là có thể cứu nàng. Nhưng mà Thương Ly vô cùng lo lắng, Băng Đồng Lam Ông nhưng vẫn là khí định thần nhàn. Nhìn đến Thương Ly bộ dáng này, nó hơi hơi xoay một chút đầu, ngữ khí nhàn nhạt. Yên tâm, nàng không chết được. Như vậy nhàn tản ngữ khí quả thực giống như là đang nói hôm nay ăn cái gì giống nhau. Thương Ly tức khắc khó thở. Gia hỏa này, luôn là như vậy bộ dáng. Nó chẳng lẽ không biết hiện tại Phượng Trường Duyệt chính ở vào tuyệt đối vì hấp thu bên trong sao? Nó cư nhiên còn nói nàng sẽ không chết. Thân thể bị nhốt nguy cơ thật mạnh, như thế nào có thể xác định nàng sẽ không chết? Thương Ly hung hăng vung tay áo, không phải ngươi đồ đệ. Tự nhiên ngươi không đau lòng, ta chính mình đi. Nói, hắn thân hình chợt lóe, liền tiếp tục hướng tới phía trước mà đi, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Băng Đồng Lam Ông nhắm mắt lại, lại cũng có thể chuẩn xác cảm giác được hết thảy. Cảm giác được Thương Ly thân ảnh thực mau biến mất, Băng Đồng Lam Ông chậm rãi huy động một chút cánh. Màu xanh băng cánh chim thoạt nhìn mỹ lệ vô cùng, cả người khí thế. Lại cũng làm nhân tâm sinh kính sợ. Nó nghiêng nghiêng đầu, thanh âm là nhất quán bằng phẳng bình tĩnh. Có cái gì nhưng lo lắng có như vậy tồn tại đâu, nó ngữ khí bên trong, lại là mang lên vài phần nhỏ đến không thể phát hiện cảm khái cùng kính sợ. Nó ngốc tại chỗ, không có động, không ít người đều đang xem, thần sắc khác nhau. Có thờ ơ, có tò mò, có đáng tiếc, có sợ hãi, có kinh ngạc cảm thán, có lo lắng. Như vậy thế công, lộ đều bị phong kín, hơn nữa khi hai người hiển nhiên đều dùng ra đòn sát thủ. Chỉ sợ Phượng Trường Duyệt lúc này đây. Kia nhưng không nhất định a, Thương Ly viện trưởng không phải đi qua. Ha, người cũng đừng quên, nơi đó còn có một người không có động thủ đâu. Hơn nữa người nọ là lợi hại nhất, này trong chốc lát không có động hiển nhiên còn có thừa lực. Theo ta thấy, chung quy vẫn là phần thắng không lớn a. Bất quá cái này Phượng Trường Duyệt có thể căng lâu như vậy cũng không thể khinh thường a. Giả lấy thời gian, tương lai nhất định có thể đứng ở đại lục đỉnh núi. Đáng tiếc a, hôm nay sợ là trốn bất quá. Thấp thấp nghị luận tiếng vang lên. Quý Minh Thành nhìn, mày nhăn lại, liền muốn đứng dậy. Nhưng là cánh tay lại bỗng nhiên bị người giữ chặt, hắn quay đầu lại nhìn lại, trong lòng ngực gói thuốc lá lại là không biết khi nào. Đã tỉnh lại, nàng trên người tràn đầy miệng vết thương, lúc này tỉnh lại, cả người đau nhức cơ hồ đem nàng bao phủ, nhưng là nàng lại tựa hồ không có gì cảm giác. Một đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Phượng Trường Duyệt, minh minh ám ám, quỷ quyệt khó dò. Nàng dung nhan đã bị hủy, như vậy thần sắc sẽ chỉ làm người cảm thấy một trận kinh tủng, tâm sinh không khỏe. Nàng giữ chặt Quý Minh Thành cánh tay, ngón tay khẩn khấu. Như là muốn véo tiến hắn thì chung, yên nhi, người tỉnh. Quý Minh Thành mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu một chút, ngay sau đó thay một bộ bình đạm biểu tình tuấn lãng dung nhan thượng không có một tia dị sắc. Tựa hồ cũng không cảm thấy gói thuốc lá bộ dáng này cỡ nào đáng sợ. Gói thuốc lá tuy rằng không biết chính mình dung nhan đã bị hủy, nhưng là trên mặt nóng rất đau đớn, rõ ràng vô cùng nói cho nàng, nàng mặt tuyệt đối ra vấn đề. Nàng thậm chí còn rõ ràng nhớ rõ, kia nhắm mắt lại phía trước hướng tới nàng hung hăng phóng tới mũi tên. Nàng thậm chí có thể cảm giác được bên trái bả vai chỗ cơ hồ làm nàng chết ngất quá khứ đau đớn. Nàng không để ý đến Quý Minh Thành, chỉ là nhìn chằm chằm Phượng Trường Duyệt âm trầm quỷ dị. Không chuẩn đi, ta muốn xem nàng chết, làm nàng chết. Nàng thanh âm khàn khàn, lời này tràn ngập phẫn hận nói ra càng là làm người sờn tóc gáy. Quý Minh Thành trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia chán ghét, ngay sau đó khôi phục như thường. Mặc kệ nàng, ta chỗ nào cũng không đi, liền tại đây, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Gói thuốc lá lại chấp nhất nhìn, thối giữa không thành bộ dáng trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Ta muốn xem nàng chết, Quý Minh Thành rốt cuộc nhíu mày, cũng có chút không kiên nhẫn. Yên nhi, thiên a, đó là cái gì? Một tiếng kêu sợ hãi, bỗng nhiên truyền đến, mọi người theo bản năng nhìn lại, lại không có phát hiện cái gì dị thường. Không, ngay sau đó bọn họ liền ngạc nhiên phát hiện, kia vốn dĩ hướng tới Phượng Trường Duyệt mà đi màu bạc xiềng xích thế nhưng đột nhiên đứt gãy. Từ giữa không trung từng đoạn vỡ ra, rồi sau đó vô lực rơi xuống. Này, này sao có thể? Mà cùng thời khắc đó, hướng tới Phượng Trường Duyệt mà đi sóng âm, hung hăng va chạm nàng thần thức. Kia nam nhân nhịn không được liếm liếm khóe môi, này một kích nàng nhất định. Ngay sau đó, hắn thần sắc bỗng nhiên cứng đờ, sóng âm cư nhiên va chạm tới rồi một tầng thật dày che chắn phía trên. Ở Phượng Trường Duyệt thần thức ở ngoài thế nhưng có như vậy. Như vậy cứng cỏi một tầng bảo hộ, sao có thể, Linh Vương sao có thể. Đang ở hắn kinh ngạc không thôi thời điểm, Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên nhìn về phía hắn, chậm rãi phun ra một chữ. Bảo, hắn khiếp sợ nhìn nàng, ngay sau đó cảm giác được một đường nóng cháy vô cùng hỏa tuyến, từ ngực bốc cháy lên.
chưa bao giờ có một khác cảm thấy tử vong như thế chi gần. Phanh, thân thể hắn bỗng nhiên tạc vỡ ra tới, Nam Cung Diệp rốt cuộc biến sắc chiều lui về phía sau đi. Mang theo màu bạc mặt nạ nữ tử, ở xiềng xích vô cớ đứt gãy lúc sau, cũng đã cảm giác được một cổ hàn ý từ đáy lòng dâng lên, lúc này cũng càng thêm khiếp sợ, vội vàng lui về phía sau né tránh. Phượng Trường Duyệt ánh mắt lãnh lệ, nghĩ đến dễ dàng, muốn chạy. Không đơn giản như vậy, ngay sau đó, thân thể của nàng, cũng đột nhiên bay lên không? Một thân kim sắc áo giáp, rực rỡ lấp lánh, tóc đen tung bay, thần sắc lạnh lẽo, Thương Ly đột nhiên dừng lại bước chân. Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, sau một lúc lâu, có người kinh hô, thế nhưng là Linh Hoàng. Chương 125, Nam Cung Diệp ngươi quá xuẩn. Phượng Trường Duyệt vững vàng và nổi tại giữa không trung, trên người áo giáp rực rỡ lung linh, lại cũng không thắng nổi nàng chạm hắc mâu trung lưu quang làm người kinh diễm. Như vậy tình cảnh, xác định là Linh Hoàng. Nàng mới bao lớn, thế nhưng đã là Linh Hoàng. Ở đây mọi người nhìn một màn này, trong lòng các có so đo. Đối nàng không hiểu biết người, chỉ là cảm thấy nàng như vậy tuổi cũng đã là Linh Hoàng, thực sự lợi hại. Nhưng mà già lang học viện chung người, còn lại là rõ ràng biết nàng lúc trước rõ ràng còn chỉ là Linh Vương. Bất quá là hơn 10 ngày thời gian, từ bức tường các bên trong ra tới, nàng thế nhưng liền thành công tiến giai, trở thành Linh Hoàng. Phải biết Linh Vương thăng cấp vì Linh Hoàng cỡ nào khó khăn. Trong đó hung hiểm, chết tại đây nói thiên tài đếm không hết. Nhưng mà Phượng Trường Duyệt lại là như vậy vô thanh vô tức đã đột phá. Bức tường các chung nơi trốn nguy hiểm, cơ hồ bộ kinh tâm. Ở như vậy dưới tình huống, thế nhưng còn có thể đột phá, đây là như thế nào thiên phú, lại là như thế nào vận khí. Ngay cả Thương Ly, cũng hơi hơi mở to con ngươi. Ngay sau đó, trên mặt hắn biểu tình lập tức trở nên hưng phấn lên. Toàn thân đều để lộ ra một cổ khó có thể che giấu đắc ý, bất quá, hắn vốn dĩ cũng không có tính toán che giấu. Hắn cũng không vội, đứng yên ở giữa không trung, đầy mặt tươi cười nhìn Phượng Trường Duyệt không ngừng vừa lòng gật đầu. Ha ha ha, thật không hổ là ta Thương Ly đồ đệ. Trường Duyệt nha đầu, làm cho bọn họ hảo hảo kiến thức một chút thực lực của ngươi. Thương Ly trên mặt biểu tình quả thực đắc ý thượng thiên. Hắn hiện tại tâm tình so với hắn luyện chế ra bát phẩm đan dược thời điểm còn muốn cao hứng. Còn muốn hưng phấn, yên tĩnh không gian bên trong, chỉ có Thương Ly tiếng cười phá lệ vang dội. Băng đồng lam ông quanh thân hơi thở lập tức có chút lạnh. Ngay sau đó, nó lại là hơi hơi quay đầu đi, không hề xem bên kia. Thật sự là quá mất mặt, Thương Ly không chút nào để ý. Vang dội tiếng cười truyền tới mọi người lỗ tai chung. Nam Cung Diệp cũng là hơi kinh, ngay sau đó thần sắc hơi liễm, ánh mắt có chút thâm trầm nhìn Phượng Trường Duyệt. Hắn đảo không phải sợ hãi Phượng Trường Duyệt là Linh Hoàng. Mà là hiện tại đã mất đi chém giết Phượng Trường Duyệt thời cơ tốt nhất. Thương Ly liền ở sau người, tuy rằng không có tiếp tục về phía trước, nhưng là hắn biết một khi hắn có dị động Thương Ly tuyệt đối sẽ trước tiên xông tới. Hơn nữa hắn cũng không có nắm chắc cùng Thương Ly chính diện giao thủ. Còn có, không biết vì cái gì, nhìn đến Phượng Trường Duyệt kia luôn luôn chấn định trầm ngưng đôi mắt, lạnh thấu xương sát ý không hề có bởi vì chính mình gặp vây công mà có điều yếu bớt. Thậm chí khí thế càng thêm cường thịnh. Lúc trước nàng thân ở tuyệt cảnh cũng không có một tia hoảng loạn, lựa chọn nhất hữu hiệu công kích vì chính mình tranh thủ tới rồi một đường sinh cơ, hiện tại Thương Ly ở phía sau. Hắn càng là không có nắm chắc. Kia mang theo màu bạc mặt nạ nữ tử thấy vậy cũng là kinh nghi bất định nhìn Phượng Trường Duyệt. Tay nàng thượng còn tàn lưu một đoạn xiềng xích, nàng cả người đều có chút run rẩy. Đây chính là nàng nhất cường hãn linh bảo. Lúc trước kia nhất chiêu càng là chút xuống sở hữu linh lực nhưng là liền sắp tới đem đục lỗ Phượng Trường Duyệt đầu thời điểm. Lại bỗng nhiên một đoạn tiệt đứt gãy mở ra. Một chút dấu hiệu đều không có, cứ như vậy thê thảm xong việc, quả thực là hướng nàng trên mặt hung hăng đánh một cái tát. Nàng giấu ở mặt nạ lúc sau đôi mắt bên trong hiện lên các loại cảm xúc. Phẫn nộ, cáu giận, khiếp sợ cùng với kinh sợ. Đúng vậy, nàng trong lòng ở sợ hãi. Phượng Trường Duyệt người này, trên người tuyệt đối có miêu nị. Nghe được Thương Ly đắc ý tiếng cười, thân thể của nàng càng là cứng đờ. Cái kia Nam Cung Diệp cảnh giới cao thần, thực lực cường đại. Cho dù đánh không thắng Thương Ly, chỉ sợ giữ được một mạng cũng là có cơ hội. Nàng không giống nhau, hiện tại nàng trong lòng quả thực hối hận muốn chết, vì sao phải tranh này một chuyến nước đục. Lúc này, Phượng Trường Duyệt mặt nạ nữ tử cùng với Nam Cung Diệp. Ba chân thế chân bạc từng người vì trận, một khi có người động, liền nhất định là một hồi ác chiến. Phượng Trường Duyệt cánh môi bỗng nhiên khơi màu, nhìn về phía Nam Cung Diệp.
xem ra tỉnh các ngươi tới người, đã làm tốt cho các ngươi chết chuẩn bị. Nam Cung Diệp theo bản năng nhíu mày, ngay sau đó khôi phục như thường, cũng cười. Phượng tiểu thư đang nói cái gì, tại hạ nghe không hiểu a. Tuy rằng ngữ khí như cũ ôn hòa, trên mặt cũng như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn phong độ nhẹ nhàng, nhưng là này tươi cười, thấy thế nào như thế nào mang theo vài phần cứng đờ. Mang theo màu bạc mặt nạ nữ tử, nghe vậy cũng bỗng nhiên nhìn về phía Nam Cung Diệp. Phượng Trường Duyệt ý cười hơi liễm, khóe mắt đuôi lông mày khẽ nhếch làm như xe lạnh. Bởi vì nàng bỗng nhiên thân hình vừa chuyển, phiên tay cầm ra một phen kim tử sắc trường cung. Nhanh chóng kéo cung, nhắm chuẩn bắn. Kia nói màu trắng lóa mắt mũi tên, lại là nháy mắt bay ra. Xông thẳng kia mặt nạ nữ tử trái tim vị trí mà đi. Này nhất chiêu thật sự là quá mức ngoài dự đoán, dù cho nàng kia vẫn luôn lòng mang cảnh giác nhưng là lúc trước lực chú ý đặt ở Nam Cung Diệp cùng Phượng Trường Duyệt nói chuyện phía trên. Lúc này liền có chút phản ứng không kịp, chỉ có thể nhìn kia mũi tên hướng tới chính mình trước ngực bay tới. Dưới tình thế cấp bách, nàng lập tức triệu hoán linh lực áo giáp, quanh thân bao trùm một tầng màu bạc áo giáp, càng là hội tụ linh lực trong người trước ý đồ ngăn trở Phượng Trường Duyệt cung tiễn. Khanh, hai người đánh nhau, thanh thúy thanh âm vang lên. Mặt nạ nữ tử chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ truyền đến, cơ hồ đem nàng ngực chấn vỡ. Nàng thân thể đột nhiên run lên phun ra một búng máu tới. Nhưng là mặc kệ như thế nào, chung quy là chặn. Cảm giác được kia cổ lực lượng ở dần dần yếu bớt, nàng phun ra một hơi, chậm rãi cúi đầu, nhìn trước người kia nói mũi tên, con người bỗng nhiên trợn to. Chỉ thấy kia từ linh lực hình thành màu trắng mũi tên, bỗng nhiên từ bên trong, lộ ra một chút đỏ đậm. Một cổ nóng cháy khó có thể thừa nhận cực nóng, từ kia một chút khuếch tán mở ra. Cho dù cách áo giáp cũng như cũ làm nàng thống khổ cơ hồ hô lên tới. Tuy rằng không biết đó là thứ gì, nhưng là gần cảm giác được này cổ nhiệt lượng cũng đã làm nàng tâm sinh bất an. Nàng lập tức cuống quýt lui về phía sau, đôi tay huy động vô số linh lực che ở trước người, ý đồ đi ngăn trở kia sắp đã đến nguy hiểm. Phượng Trường Duyệt trong ánh mắt sát ý vội hiện, chết, oanh, ở chỉ có mặt nạ nữ tử nhìn đến địa phương, kia màu bạc mũi tên đột nhiên nhanh chóng một tầng tầng bong ra từng mang. Lộ ra bên trong một đạo đỏ đậm quang mang. Mặt nạ nữ tử không kịp phản ứng, liền cảm giác được một cổ ngọn lửa tiến vào thân thể của mình giữa, rồi sau đó mãnh liệt bốc cháy lên. Đem nàng cắn nuốt, a, thê lương tiếng quát tháo làm hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mọi người khó nén khiếp sợ nhìn kia mặt nạ nữ tử chỉ thấy nguyên bản còn có vài phần chạy trốn khả năng nàng, lúc này thế nhưng bỗng nhiên thống khổ hét lên một tiếng. Rồi sau đó bỗng nhiên từ trên cao rơi xuống, Phượng Trường Duyệt lưu loát lại lần nữa nâng cung, nhắm chuẩn bắn. Một đạo tên dài lần thứ hai bay ra, hung hăng bắn ở còn ở giữa không trung mặt nạ nữ tử trên người. Rồi sau đó kia tên dài, lại là không có bắn thủng thân thể của nàng. Ngược lại là lưu tại nàng trong cơ thể, càng thêm nhanh chóng hướng tới mặt đất mà đi. Khanh, tên dài rốt cuộc hung hăng bắn vào mặt đất đem mặt nạ nữ tử gắt gao đinh vào núi thạch bên trong. Một phùng huyết hoa từ nàng kia trước ngực bỗng nhiên nổ tung. Tình cảnh này, thực sự vượt quá rất nhiều người tưởng tượng đều là khó nén khiếp sợ nhìn. Này, này, cùng là Linh Hoàng, Phượng Trường Duyệt cư nhiên như vậy dễ dàng liền đem nàng chém giết. Bẻ gãy nghiền nát, kia mặt nạ nữ tử một chút sức phản kháng đều không có. Cứ như vậy bị Phượng Trường Duyệt hung hăng hành hạ đến chết. Mọi người trên mặt kinh sợ thần sắc chưa rút đi, nhìn Phượng Trường Duyệt như là nhìn cái gì không thể tưởng tượng tồn tại. Trên đời này như thế nào sẽ có loại người này? Rõ ràng là vừa rồi thăng cấp Linh Hoàng, cư nhiên liền không cần tốn nhiều sức giết so với chính mình cấp bậc còn cao Linh Hoàng. Mọi người tuy rằng không rõ ràng làm ấn mặt nạ nữ tử cảnh giới. Nhưng là từ nàng phía trước biểu hiện cũng đã đoán được nhất định là Linh Hoàng. Hơn nữa nhất định là đã bước vào Linh Hoàng thật lâu người. Nhưng là hiện tại Phượng Trường Duyệt không chỉ có quỷ dị đem nàng Linh bảo cấp phế đi, càng là đem nàng cũng phế đi. Này hai mũi tên bắn ra, nàng kia chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phượng Trường Duyệt thần sắc lãnh đạm, nhìn thoáng qua kia bị đinh trên mặt đất vô pháp nhúc nhích nữ tử, trái tim vị trí xuất hiện một cái thật lớn miệng vết thương. Đang ở không ngừng trào ra huyết tới. Nàng tựa hồ đang ở gặp cái gì thống khổ giống nhau, toàn thân đều có chút run rẩy, tựa hồ muốn cuộn tròn lên, nhưng là bởi vì kia tên dài đóng đinh. Cho nên nàng liền quay cuồng một chút đều không được. Cách mặt nạ, mọi người nhìn không tới nàng sắc mặt, nhưng là từ nàng run rẩy thân thể cũng có thể nhìn ra tới nàng lúc này đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ. Mọi người đều cho rằng nàng kia là bởi vì trái tim miệng vết thương mà thống khổ, nhưng không ai đoán được nàng kia thống khổ căn nguyên ở trong thân thể mặt. Thân thể của nàng bên trong, làm như bốc cháy lên một tốc ngọn lửa theo khắp người bỏng cháy.
kia thống khổ bỏng cháy cảm cơ hồ làm nàng đại não lâm vào trống rỗng. Nàng lại không biết thân thể trong vòng là thật sự có ngọn lửa ở thiêu đốt. Nàng vĩnh viễn không có cơ hội đã biết. Phượng Trường Duyệt bắn ra hai mũi tên, đệ nhất mũi tên vốn dĩ liền không có xuất toàn lực cho nên nàng mới tưởng chính mình chặn kia tên dài. Trên thực tế, kia bất quá là Phượng Trường Duyệt vì bên trong lòng Son Chi Viêm làm yểm hộ thôi. Nàng chân chính sát chiêu ở bên trong. Một tốc lòng Son Chi Viêm bị che giấu ở bên trong, người ngoài xem ra cũng bất quá là bình thường linh lực chi mũi tên, ai có thể đoán được bên trong có trời đất khác. Phượng Trường Duyệt bổ thượng đệ nhị mũi tên, đem nàng đóng đinh, nàng thật sự đã chết người khác cũng chỉ sẽ tưởng đệ nhị mũi tên bắn thủng trái tim sở chế. Nào biết đâu rằng, nàng là bị lòng Son Chi Viêm bỏng cháy nội tạng mà chết. Phượng Trường Duyệt cánh môi hơi trọn, ánh mắt lại là lạnh lẽo giống như nhất rét lạnh ám dạ. Muốn sát nàng, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị, lòng Son Chi Viêm bỏng cháy, sẽ trở thành nàng chết phía trước tốt nhất ký ức. Nhìn Phượng Trường Duyệt biểu tình nhàn nhạt tựa hồ không cảm thấy chính mình giết một cái linh hoàng có bao nhiêu ghê gớm. Hơn nữa, nàng giết người bộ dáng thật sự là quá mức tự nhiên. Tựa hồ là đã làm vô số lần giống nhau, giơ tay nhấc chân gian, liền đem người diệt sát. Nam Cung Diệp nhìn Phượng Trường Duyệt bình tĩnh thần sắc. Trong lòng đột nhiên có một tia bất an, nhưng là này cảm xúc cực mau bị hắn tản ra, lại lợi hại cũng bất quá là một cái linh hoàng thôi. Đi theo thực lực của hắn. Dù cho vô pháp cùng Thương Ly chống lại, muốn thoát thân cũng vẫn là dễ dàng. Nam Cung Diệp khí định thần nhàn cười cười, bỗng nhiên nghiêng người nhìn về phía Thương Ly. Thương Ly viện trưởng, lúc trước chúng ta nói tốt muốn cùng luận bàn, không biết ngài còn nhớ rõ. Thương Ly mặt lộ vẻ trào phúng, nhớ rõ, như thế nào, hiện tại muốn tới sao? Lão phu phụng bồi, rốt cuộc lão phu thích nhất cùng không biết xấu hổ người đánh nhau, đặc biệt là rõ ràng đã bại lộ. Lại còn có thể làm bộ chuyện gì không phát sinh người. Ngay trước mặt hắn muốn giết hại Trường Duyệt nha đầu thế nhưng còn ở thời điểm này hỏi ra lời này, thật là chán sống rồi. Nam Cung Diệp thế nhưng cũng là cầu ra mặt dày, nghe được Thương Ly nói. Không có chút nào dị sắc ngược lại rất là tiếc nuối. Tại hạ không có trang A, này dọc theo đường đi, đều là tâm ý sáng tỏ đâu. Lúc trước vài lần cơ hội, tại hạ đều thiếu chút nữa giết quý đồ thật là đáng tiếc. Thương Ly sắc mặt khó coi cực kỳ, Nam Cung Diệp lại bỗng nhiên sắc mặt một đổi, còn nói thêm. Bất quá cùng Thương Ly viện trưởng luận bàn bực này cơ hội tại hạ kỳ thật rất là quý trọng. Chỉ là hôm nay xem ra tựa hồ có chút không thích hợp. Không bằng chúng ta ngày khác lại đến, lời còn chưa dứt Nam Cung Diệp thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Lại là liền tàn ảnh cũng không có, một chút dấu hiệu cũng không chỗ có thể tìm ra, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phượng Trường Duyệt ánh mắt lạnh lùng, Thương Ly mày nhăn lại, băng đồng lam ông nhàn nhã nhìn trời. Tiểu Bạch ở ma thú không gian sửng sốt rồi sau đó mắt trợn trắng. Bực này thủ đoạn thế nhưng cũng không biết xấu hổ lấy ra tới. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, Nam Cung Diệp cứ như vậy chạy thoát, liền đánh cũng không có đánh, cứ như vậy chớp mắt không thấy. Nếu là Thương Ly không thể đem hắn chảo trở về, hôm nay chẳng khác nào bị người cùng hung hăng đánh một bạt tay a. Rốt cuộc chính mình đồ đệ bị người làm cho mặt khi dễ. Hắn nếu là không thể tìm về bãi kia thật đúng là khó coi. Trong sân mọi người thần sắc khác nhau, đều là không nói gì nhìn. Nhìn đến Thương Ly nhíu mày, không hề động tĩnh, càng là có người khinh thường cười. Nguyên lai thanh danh này hiển hách Thương Ly, cũng bất quá như thế. Đang ở mọi người một mảnh an tĩnh, muốn nhìn xem hôm nay như thế nào xong việc thời điểm, Thương Ly bỗng nhiên nặng nề ra tiếng. Ai, như vậy tự cho là đúng người, thật sự là ô uế lão phu tay. Hắn nhăn mặt tựa hồ rất là lo lắng, nhưng là lời này. Có người kinh dị mở to hai mắt, lời này thế nhưng là ám chỉ sao có thể. Phanh, một đạo nặng nề thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến, ở giữa không trung, một đạo màu đen không gian cái khe bỗng nhiên xuất hiện. Một bóng người chật vật lan xuống, hung hăng ngã xuống, rõ ràng là lúc trước biến mất chạy trốn Nam Cung Diệp. Hắn bị Thương Ly tìm được rồi. Nhưng mà mọi người còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, lại thấy một đạo tinh tế bóng người, bỗng nhiên đuổi theo. Rồi sau đó dứt khoát lưu loát đá ra một chân, hung hăng đá vào Nam Cung Diệp giữa lưng vị trí. Nam Cung Diệp lại tựa hồ không thể chống đỡ được thân thể cũng vô pháp nhúc nhích chỉ phải tùy ý Phượng Trường Duyệt như vậy làm. Oanh, thân thể hắn thật mạnh nện xuống, trên mặt đất hình thành một cái hố sâu, tạo nên loạn thạch bụi mù vô số. Ngay cả nơi xa mọi người cũng tựa hồ có thể cảm giác được mặt đất chấn động. Tất cả mọi người bị bất thình lình nghịch chuyển sợ ngây người. Bất quá là nháy mắt công phu.
Nam Cung Diệp đã bị bắt lấy, rồi sau đó bị hung hăng ngược đánh. Cương Ly lại là như vậy, mau liền tìm tới rồi người, thuyết minh cái gì? Hắn đã sớm biết Nam Cung Diệp chạy trốn phương hướng. Này Thương Ly vừa lòng nhìn Phượng Trường Duyệt, vô cùng vui mừng tự hào. Thật không hổ là ta Thương Ly đồ đệ à, thế nhưng có thể như vậy tinh chuẩn tìm được hắn ẩn thân vị trí, còn ở ta ra tay thời điểm đồng thời xuống tay, thật là đá đến hảo. Ngôn ngữ chi gian, tràn đầy đắc ý, mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Thương Ly quả thực đã sớm biết, hơn nữa Phượng Trường Duyệt cũng như vậy nhanh chóng tìm tới đi, cấp ra chí mạng một chân, hiển nhiên cũng là biết đến. Phượng Trường Duyệt hướng về phía Thương Ly gật đầu hành lễ, đa tạ sư phụ. Thương Ly cười lớn vất tay, ha ha ha, chúng ta thầy trò còn cảm tạ cái gì? Bực này mặt hàng, cho ngươi luyện luyện tập cũng hảo. Nam Cung Diệp ở dưới, bỗng nhiên phun ra một búng máu tới.